Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 4, tại Trung đoàn Bộ binh 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt giữa đơn vị, địa phương, gia đình và chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Trong đợt giao nhận quân vừa qua, Trung đoàn Bộ binh 174 đã tiếp nhận huấn luyện 525 chiến sĩ mới là thanh niên ưu tú đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Qua 2 tháng học tập và rèn luyện, các chiến sĩ đều có sự trưởng thành rõ nét, nhận thức chính trị được nâng cao, ý thức tổ chức, kỷ luật của từng chiến sĩ có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là kỹ năng độc lập, tự khắc phục khó khăn, sống có trách nhiệm với bản thân, đồng đội và đơn vị. Trong thời gian qua, cán bộ chiến sĩ trung đoàn nói chung, tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới nói riêng, đặc biệt là 525 đồng chí chiến sĩ mới đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí chiến sĩ mới đã chấp hành nghiêm kỷ luật, tham gia học tập huấn luyện đầy đủ, nghiêm túc. Kết quả đó thể hiện rất rõ ở nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nếp sống, tác phong công tác, sức khỏe của chiến sĩ mới. Dịp này, Trung đoàn Bộ binh 174 đã biểu dương và đề nghị biểu dương 59 chiến sĩ mới có thành tích tiêu biểu trong học tập rèn luyện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương cũng tặng nhiều phần quà cho cá nhân tập thể đạt thành tích trong công tác huấn luyện.